nhiều vậy đó hả? Mấy nồi nước hèm gì? Đổ cái đi, đổ cái bịch nước hèm. Nước hèm này là để nấu rượu, nấu rượu bắt đầu mới ra nước hèm. Thơm lắm. Nó thơm cái mùi rượu, tại vì nước hèm này nè là người ta nấu rượu. Nấu rượu bắt đầu nó mới ra được cái nước hèm. Giờ mình sẽ kiếm cách mình đổ vô chai, mình cho vô tủ lạnh. Tại vì để tủ lạnh mình ăn mới lâu được. Cái phần này trả cái xô cho cô nè, đâu có hết đâu. Thì cho bước qua nước hèm. Cái mẹ ăn bộ ăn cơm gì đó nghe hả Long? Hả? Bữa nước hèm lấy ăn cơm gì ha? Hay là lấy nhậu? À, trời ơi, tao đợi mày câu nói đó đó. Có cà phê kìa, luộc nhậu à. Luộc thì luộc đi. Có lộ rẻ hơn tí nữa không? Dạ. Có lộ rẻ hơn tí nữa không? Trời ơi, mộng giới. Nhậu qua nhà anh ơi. Hả? Nhậu có đi đâu. Nhậu ha. Bây giờ chạy qua nhà của... Thôi nãy ông nói tôi, ông nói bà Hạnh đem cho tôi lít rượu rồi tôi đem rồi. Có rượu ngon luôn ha. Trời đất ơi, vậy như tôm cháy. Cái gì? Một ngày là nấu như 100 kg. 100 kg hả? Trời. Ở đây nó bằng vừa nè, nó ngái một chút. Cái nước nghe hèm này thơm quá. Nó lửa chảy tốt tốt một chút. Dạ, nó mộng chớm. Cái này mình nấu mình có cần lượt cái xác này không ta? Khỏi. Khỏi luôn nè. Mà bạn là bền lắm. Ừ, nó dày lắm. Tôi bật hổm có mua 2 bộ giờ bằng đó. Nhưng mà bạn mát. Ờ, mát. Trời ơi, đẻ con gì một đứa giống mẹ, một đứa cũng cha, kinh hồn luôn. Đẻ gì khỏi phân bì. Thiệt luôn á, không phải bộ đồ tối hơn đi. Gì khỏi phân bì chị. Ờ. Mấy bộ đồ tối hơn đi, bộ đồ đen hay trắng à? Trắng tươi hả? Trắng tươi à? Dạ. Trắng nữa hả? Ừ, mới đi. Bộ sáng sáng đi bà. Đi đây đi. Trời lết, lết. Lết, lết chứ. Đem đi, đem đi. Đen cái dính chỉnh chút. Ờ, dính chỉnh con nó quá. Trời ơi, nó lên nó. Ờ, cái xanh trên tay kia, ở giữa, giữa. Cái kia có chữ, ờ, đó, 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 xanh đó ai. Khách hàng xuống trước chủ hả? Bữa nay trời nắng mà nhà có gió đỡ. Không có gió bữa nay mệt lắm. Còn bán dao không? Còn. Dao là món không thể thiếu mà. Dao gì thì cao mà hay. Trời mau lắm. Nhưng lâu nó cũng rồi. 200k. Vô trong ngồi luôn vậy, vô trong lửa có giải kìa. Ồ, nghe không mua hả? Vì à, mua đồ cây. Cây này nhiêu vậy? Cái này 60. Cái này 50. Cái này còn có cây màu này không vậy? Cái này hả? Mua cái màu còn màu nào hơn màu đó không? Màu này em lấy thì màu đó, ai màu đó mũi không đu á. Sáng luôn chết tôi vô. Dễ gì? Chọc vậy đó. Cái dừa dừa. Dừa dừa dễ mà cắt. Bữa đó tôi mua 2 cây cho ông bố dạy với 1 cây. Không thớt không? Có chở trúng dính này gì vừa không? Có chị. Nên lấy cái gì đây? 2 quà 2 1. 2 á. Dạ. Hôm qua tôi gắt hơn gì nữa. Dạ đó, lựa đi. Từ nay có kêu bà có trả không nhau không? Điện ổng lên. Có tiền đây nè mà đi hồi đi phụ nữ đóng tiền. Trúng dính này đi trả giùm cho. Gì đó tôi điện ổng, ổng hay đó, nói với bà là bà trả hả? Có là trả liền hả mà bữa nay kẹt hết tiền. Để đóng phụ nữ coi. À, 2 cái dao 100. Cái chảo hồi nãy nó trong đó ghi nhiêu? 180. 280. 280 nghe. Là 370. 370 với dây 30. 400. 400. Ông nó có cái bệnh hơi bự thì mình để chút. Dạ. Mình thấm bệnh nhôm không à. Bệnh này tao leo ngoài chồng thứ ba nó thấy quả ra cái đưa cái bệnh kiểu bậu hơi bậu xuống chút vậy nè. Dạ. Ông thấy được 100 đứa đi ông dài vô trong cái cây cột á, ông gớt cái bình nước nóng luôn. Có cả điện thoại không con? Dạ. Có cả bán cả điện thoại không? Dạ không. Bà nạp cái gì? Ừ. Vậy đi mua hả? Tiệm không có bán. Nói là tiệm không có bán rồi. Đi đăng ký. Có vợ chị mà lặng nó có chứ mà sao mà bây giờ em nó đặt nó mua cha nó trên để nó về nó trên cái này. Vậy khách. Vậy khách.
Ủa đây vòng vòng đây giờ không ai bán cạc điện thoại nha, cũng khó nha. Mốt lấy cạc điện thoại bán. Cần chi? Anh bắn thôi cho. Ừ. Khỏi cần mua chi nó ấy. Phải không? Mạng gì mình bắn không được. Anh cho ông có gửi tiền cho con cho. Cái mạng gì nó không được đồng bạc ha. Nó nói hoài nó quỷ nó đính tin rồi đâu. Ở đây lấy chiều nó chị. Cái bậu này nguyên cái gì? Không phải có cái đánh giá này rồi. Chị gì trên đây em? Cái tiền cái bệnh. Chị gì bà trả mấy trăm? Kim hả? Ừ, nhà quá mà ha. Dạ. Trả 200. Kim lại. Trời ơi, trả giùm cho chị chịu phải không? Ờ trên nhà quán á, bà không biết nó bay. Phải hỏi trả giùm chị Kim. Phải trả giùm cho ăn. Chị ơi. Trả giùm cho ăn nhí không Kim? Trả giùm cho nhí phải không? Ý, không phải con ngờ. Con ngờ. Phải mày trả cho ăn chịu không? Nhí. Trời ơi, không chịu nhí à. Nha, chắc chị chịu nè. Tại vì tin chịu thì phải nói đúng tin chịu mới được. Không biết gạt, ai lấy 300 không biết gạt chứ. 21 rồi, ta hỏi lên bà sẽ bị quấn. Vậy gì, nãy thì nó trả cho... trả tiền, trả 200. Dạ. Chứ trả tiền cái bình luôn. Dạ. Cái bình bằng này uống trà ngon hơn, cái bình bằng nhôm. Ờ, cái bình này thì uống còn nữa mới ngon. Nhôm thì để dành quán đâu. Quán số lượng nhiều chứ ít bị hư. Cũng có cái bình kiểu đó, cũng có hai cái bạn nó cao lên gì đó, nó cao lên gì đó. Hai mét là may bà ba là đủ. Bà nhớ số của bà không? Không nhớ nữa. Không nhớ nữa hả? Ở trong điện thoại bấm lên. Chứ còn không nhớ mẹ. Chắc tao có bán cái đồ gạt thằng thuốc hả? Có không? Bước xuống luôn không? Trời ơi. Phần 4. Này phần 4. Cổ dữ nha. Giờ xài đi ngon đi. Khỏe. Mấy thằng giáo bên Mỹ nó về nó cho đó. Dạ. Xin chào cả nhà nha. Chào cả nhà. Chào mừng cả nhà đến với bếp nhỏ trên sông của ghe hàng Vlog. Thì bây giờ mình đang chuẩn bị nấu cơm. Thì hồi nãy mình có mua được hai con cá lóc nè, khúc đầu với khúc đuôi thì mình sẽ nấu canh. Còn khúc trứng giữa, khúc bụng thì mình sẽ kho tiêu. Nấu canh thì mình sẽ nấu bằng canh chua nha. Thì ở đây mình có một ít nước hèm nè. Nước hèm thì chút xíu mình sẽ nấu canh chua. Nước hèm thì đa phần người ta sẽ dùng nhúng lẩu nhiều. Nhưng mà bữa nay mình nấu canh chua ăn cho ngon. Canh chua ở đây chỉ có rau muống nè, với một ít giá, với một ít rau mùi. Ở đây thì mình sẽ chuẩn bị ướp cá trước. Cá lóc, cá này ngon lắm. Cá này cá lóc đồng nè, có trứng nè. Trứng với ruột mình chừa lại, mình mua 2 ngày mình gọng nó, mình ăn cái ruột cho nó ngon. Cá ướp thì mình sẽ cho một ít nước màu. Đậu ở đây thì cũng vắng, không có nhà. Nè, bên sông cũng không có nhà luôn. Đây. Nói chung là đường này không có nhà, bên sông thì có lộ, bên đây chưa có lộ. Để quay bên đây cho cả nhà xem. Có mấy cây chuối có ai trồng chảnh chứ không thấy nhà của ai hết. Cá mà để dành mình kho thì mình sẽ sắt cho nó mỏng, đặng cho nó mau thấm gia vị á. Ăn nó sẽ ngon hơn. Có cái trứng nữa không ạ? Có trứng. Hai con nào không có trứng bên đây cũng có cá nha. Một cái trứng thì mình sẽ kho, còn bên đây còn cái trứng thì mình sẽ để nấu canh. Bên đây mình có chuẩn bị một ít hành, củ hành với hành lá. Để mình sẽ cho vô luôn. Nước hèm này thơm lắm nha. Nước hèm này là người ta nấu rượu á. Nấu rượu thì ta sẽ ra nước hèm. Nước hèm thấy gì chứ nhiều lắm, nhiều loại lắm. Có một loại thì nó sẽ chua. Có loại thì mình nó cũng không chua hung. Trước khi mà mình nấu á thì mình sẽ nếm thử coi nó chua hay là nó không chua. Tại cái đó là do men á, do men của người mà ta làm rượu á, cho nên mình không biết được, cho nên mình phải nếm.
cho em xíu nước mắm nè. Ở đây thường người ta ăn sẽ cá cá lóc này nè, ta sẽ nhúng nước hèm, nhúng lẩu, nhúng lẩu là ta nhúng rau vô, nước hèm thì nó kiểu chua 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 như canh chua vậy. Gì tính nói gì hả? Tính nói nước hèm mình nhúng lẩu ăn cá thì nó ngon hơn, nó nóng á. Ừ, nấu chua cũng được, nấu chua cũng được, mà thường là nước hèm lại mang là cá là nó hết mùi tanh luôn á. Ừ, nước hèm thì thường ta nấu với cá lóc nè, cà phê, không biết cá kẹo có nấu chưa, không biết. Mình cũng ít ăn nước hèm lắm. Người ta nấu cá lóc á. Tại vì thường không có nước hèm nhiều á, nhằm mấy chỗ nào mà người ta cắt gụ á thì mình mới xin được nước hèm. Nước hèm là cái nước trên mặt ha vậy anh? Không biết luôn. Nhưng mà chỉ biết là nấu gụ rồi có nước hèm. Sau khi rửa rau xong á thì mình sẽ bắt cá lên mình kho trước. Nóng ha. Tại vì canh chua thì mình nấu sao, canh chua mình ăn nóng á, cho nó ngon. Cái phần cái này nấu cũng mau lắm. Để nước hèm vô mình pha thêm một ít nước, xong mình để đầu cá vô là bắt đầu chín vô, là bắt đầu để rau vô là bắt đầu ăn cơm. Cá này khi mà nó sôi lên á thì mình chở nha. Chở bề cho nó thấm đều hay mà. Cá mình cứ mỏng mỏng nhìn ngon ha. Cái này có tép mỡ ha, tiêu xanh ha, kho mới đúng bài. Tiêu xanh. Tiêu xanh để vô kho ngon. Trên ghe làm gì có, hiếm lắm, hiếm, lâu lâu mới có tiêu xanh bữa. Bữa hổm hình như mình có mua được ít, ăn hết trơn. Tép mỡ kho là béo. Nếu mà có tép mỡ thì mình sẽ không có để cần để dầu vô. Để tép mỡ vô kho luôn. Còn cá này em phải cho nó mềm hay thịt nó cứng nha? Thịt nó cứng lại ngon. Thịt cứng kho ăn ngon ha. Mua mà muốn cứng là phải nước hai mới cứng. Thường thì cá lóc có 2-3 kiểu người ăn. Nhầm ngừ người ta sẽ phái mềm. Còn nhầm ngừ phái kho mà cho nó cứng lại luôn á. Ăn nó dẻ thịt. Nó tùy theo ngừ. Nhưng mà mình để muối thì nó dễ cứng hơn ha. Ừ, để chút xíu muối á. Thịt cá nó dẻ. Trời sáng mắt cự, không nắng. Mà không có gió không. Bên kia thì mình chuẩn bị một ít hành. Hành này để kho cá thì mình sắc cho nhuyễn nha. Nhuyễn ra mình để vô nó mới ngon. Cá chắc này thấy ngon dữ ha. Cá này mình kho lên lửa riu thấm từ từ á. Ngon. Chứ mình kho lửa lớn nó rút nước mà nó không thấm cá. Trung lửa càng nhỏ càng tốt. Lửa càng nhỏ mình kho nó sẽ lâu hơn. Này mình không để nước luôn. Để nước vô hết ngon ha. Để nước không ngon bằng. Thì mình sắc ớt. Ớt này không có cay. Trong đây mình có để trái ớt kìa nè. Mình kho vậy cái trái ớt của mình nó ra nước. Ra cái chắc cay. Ăn thơm. Trời cái này nắng chang chát luôn nè. Ở ngoài trời mưa nè. Đó là kêu là mưa mây á anh. Mưa mây ha, trời trong trong xanh nè. Ở góc bên đây thì chỉ mưa. Cái nồi cá của mình chắc này là ngon dữ dằn. Cái nước màu nó lên đẹp quá ha. Ngắn nước màu đường. Nồi cá này mà khỏi cần canh. Dứt cái nước này nè, để vô cơm trắng thôi thôi ăn. Còn gì bằng. Sạch thành sạch đấy ha. Bỏ luôn. Ăn cái bỏ gì. Cá kho tộ gì nhìn nó ngon nha. Được chưa? Để hành chưa? Để hành luôn. Sẽ cho nhỏ lửa nữa, mình sẽ để một ít hành với ít ớt vô là được rồi. Tại vì mình cho nó sình sạch đi, ăn nó ngon. Còn nước chan đúng không? Khô quá thì ngày mai bắt đầu mình hâm lên thì nó mới khô được. Kho nước đầu mà. Chín hành thì mình sẽ gắt lên một ít tiêu nữa là xong.
tiêu luôn ha. Cho tiêu luôn đi. Để tiêu vô là hợp mùi thơm đi. Ừ. Cái này nếu mà có tiêu sống á là bắt đầu mình để vô để trước nãy giờ rồi. Khi mình ăn xanh á. Ừ, nó thơm lắm. Nó chín là nó ít cay hay sao ta? Cái cũng cay à, chín không chín nhưng nó cũng cay. Dạ. Ừ. Nó chín là ít cay. Tiêu xanh nó nồng chứ nó không cay không? Tại em thì em ăn ít cay á thì cho nên thấy nó cay. Chứ kiểu như mà mình ăn quen thì mình chỉ thấy nó nồng nồng thôi. Rồi nhắc xuống bắt cái chảo kia lên nấu canh chua. Bắt nước lên bắt đầu mình sẽ nấu canh chua. Hồi sáng có chị cho mình một ít rau rau gì ta? Cải bè xanh. Cải xanh. Mình đang rửa. Cải xanh với cải bè xanh. Mình rửa rồi vậy nè. Mình để cho nó ráo á, cái đầu mình vô bọc. Vô đầu mình để tủ lạnh nữa, nó sẽ không có bị úng. Chứ nếu mà mình để mà nó không khô á thì để vô cải rau này kia nó bị úng ăn không ngon. Luôn hả? Chua không? Hết đi này mình còn pha nước vô nhiều. Cái này thì bữa nay mình sẽ nấu chua chứ không ăn lẩu. Ăn lẩu thì dễ thôi, cũng vậy hả? Ăn lẩu với canh chua nó cũng tương tự nhau. Để cá vô nêm nước vừa xong thế là mình sẽ bắt bếp lên ăn lẩu. Còn này mình nấu chua mình sẽ nấu luôn. Cái con sông này thấy cũng ít chạy nha. Nãy giờ con chiếc hay chiếc vỏ chạy. Cái phần ở đây bây giờ có lỗ xe thì đa phần người ta sẽ đi xe nhiều. Trừ khi căng tôm, căng cua hoặc là đi chở đồ người ta mới đi đi bằng vỏ. Lúc mình mới đi bán người ta đi vỏ nhiều. Vừa lãng. Ừ. Vừa lãng. Hồi đó mấy năm trước thì đường xe không có thì bắt buộc người ta phải đi vỏ. Như lúc mà mình đi bán cái đường bên đây nè, đâu có lộ xe đâu. Dài ra mà này là không có lộ xe nào chứ. Thì cho nên người ta phải đi bằng vỏ. Còn giờ có lộ xe hết thì người ta đi bằng xe. Xe thì nó sẽ mau hơn, nhanh lẹ hơn. Cái rau muống này thì mình lặt hai lặt hai. Cái này miền Tây trời mưa, mùa mưa thì rau muống thì bao ngon luôn. Nước hẹm đây chắc này mới để vô thôi mà nó phật cái mùi thơm dữ. Mới nhắc cái vỏ có đằng này có chú chạy vỏ lại nữa. Cái vỏ máy xăng chạy ngang á, không biết lỗ tai luôn. Ai ở trên giục máy gác xuống được, đó, chai được không à? Chai nhựa. Thường thì nước dưới sông này nè, mình không có xài được nha. Tại vì ở đây là nước mặn, nước mặn lắm, mặn luôn, cho nên không có xài. Ta giục nhóc trên, trầu lên nhỏ lên nhỏ nha. Ở đây không giục thì người ta chỉ có đốt, tại vì ở đây chưa có ai để lấy gác được. Tưởng mưa nhỏ mà ai ngờ mưa lớn luôn. Nó lâm nhâm luôn. Áo mới phơi còn ướt. Rồi. Nè, mình mới chạy ngang trước mình đẩy cái cao su lên. Góc cạnh nó chỉ mưa dữ rồi nè. Không biết có mưa không chứ trời vẫn còn nắng nè. Thấy cái bóng à. Cái nước hèm này mình sẽ cho vô một ít nước. Để cho nó dịu lại. Tại nước hèm này nó hơi bị chua. Nấu nước hèm mà vòng vòng đây hôm là bát ngát luôn. Nước này thì nước ở trong bình lọc á, mình lọc ra mình đem lên đây mình xài. Đa phần nấu ăn thì mình sẽ nấu bằng nước đã lọc rồi. Còn mấy nước mà mình bơm mình xài như gì nè thì mình chỉ sử dụng rửa này kia thôi. Cho vô ít muối với ít đường, dằn thêm một xí bột ngọt. Đây nước hèm của mình nè. Sau thì mình sẽ cho cá vô. Khi mà nước sôi á, mình cho cá vô thì cái thịt cá của mình nó bung ra, nhìn nó ngon hơn. Hai cái ruột ha. Hai cái ruột, hai con cá hai cái ruột. Cá chín cái bắt đầu là mình để rau vô là ăn. Từ khi mình nói chỗ đường này ít vỏ, hình như vỏ chạy ngang dữ luôn. Hay chắc tới giờ người ta đi bắt tôm nhiều quá. Vỏ đó là vỏ căng tôm, tôm về, chở tôm về. Căng tôm thì nó sẽ có mấy cái thùng mướp á. Thùng mướp, tôm thì ta sẽ đông lạnh.
mà phải công nhận là nếu mà nấu nước hèm là mùi chịu không nổi luôn á, thơm. Thơm ha. Rượu mà ai nói hôi nhiêu á, nước hèm thì nó thơm nhiêu. Ủa gì, cái gì vậy? Buông thịt ra. Buông thịt ra. Nổ thịt ra. Buông thịt ra mà nó bịch hết thôi. Cá này thì giờ mình có lấy cái dao á, mình khứa cái đường xương sống nó ra. Hồi mình ăn đỡ bị bỏ xương. Ít xương. Chứ cái đường đó nó cũng đâu có thịt gì nữa đâu. Cái nước hèm này thấy vòng vòng đồ nấu ăn chua là thấy nước hèm này ngon. Cá lóc đồng thì ở Cà Mau đây á, đa phần thì chắc sẽ ở bên U Minh á. U Minh ta nhập qua. Chứ ở vòng vòng ở bên Đầm Dơi mình á thì toàn bộ đa phần nước mặn hết rồi. Mình đem lại cái vừa ăn vậy mình để ra. Chỉ còn bên U Minh còn thôi. Còn chua không? Hơi chua thôi. Tại cái loại nước hèm của mình chua nè, chứ ngầm loại nước hèm ha. Là nó không có vị chua không? Cũng như chua đầm thôi. Còn nước hèm của cô này cho mình thì nói chung là nó hơi chua. Hơi chua. Chua thì mình sẽ dằn một ngọt đi. Không thì một hồi mình sẽ cho thêm xíu nước nó cũng được. Thêm nước ha. Hồi nãy anh kêu em để ít thôi. Kiểu như hồi không chua thì bắt đầu mình sẽ cho thêm nước hèm. Kiểu như nước chấm vậy đó. Mình sẽ cho rau muống vô. Giá thì mình để sao. Hồi nãy ở dưới tủ của mình có mấy trái cà mà mình không biết nó hợp hay không thôi, cho nên mình cà chua hả? Ừ, mình không để luôn. Thường thì cá này nếu mà người ta nhúng lẩu á, người ta sẽ ăn chung với rau muống là nhiều. Hôm nay mình có ít giá, mình để vô ít giá. Nấu chua thì hai chồng mình phái ăn giá. Chừa rau muống rồi bớt đi. Chừa như này, nếu mà chiều mà có dư á, thì mình sẽ nhúng thêm rau muống vô. Chứ để mình nấu nhiều quá ở đây á, thì nó sẽ không ngon. Thì nó bị gục hết. Trời ơi, rau mùi vô luôn. Trong đó này có quế nè, rau càng dày lá. Ủa? Ngò gai. Chứ ngò ôm. Nấu chua mình thích nhất rau càng dày lá với ngò ôm. Cái ngò gai với ngò ôm mình để nhiều cũng không sao. Nếu mà còn rau càng dày lá mình để nhiều quá thì nó sẽ đắng á. Nhẵn nè. Ừ, nhẵn. Này cá một bên và rau một bên. Trời ơi. Ngay bây giờ cơm canh của mình đã chín rồi. Đây, thịt ở cá kho thì nằm đây. Đây mình sẽ múc canh chua ra. Gà mình múc dưới ha. Gà múc dưới. Cá thì để lên trên. Bên này trời có nắng nè, cho nên nấu nó cơm điện nè. Đây, có miếng cơm cháy mình hấp lại. Cái nước hèm này mình nấu ra cái màu thì nó sẽ hơi ngã đỏ đỏ ha. Đục đục, đục như nước me á. Đúng là như me mà me khô nha. Ừ, me khô. Chứ không phải là me tư. Me tư nấu nước nó cũng đục nữa nhưng mà nó đục trong. Còn cái này thì y gan như mà me muối á, me khô á. Thịt cá lóc ngon nè. Bung ra. Quá ngon, còn gì bằng. Canh chua với cá kho khô nhất chỉ. Nhất chỉ. Rồi. Dòng cơm thôi. Xu lại hay gì? Xu hay ngang. Xu lại đi. Hai cũng được. Vậy hả? Ừ. Cái này là ngang. Đây mình dầm thêm trái ớt. Ăn cho cay cay nó ngon. Đây, cá kho. Kho này là mình kêu kho khô đi ha. Kho tiêu. Kho khô tiêu. Kho tổ nó cũng khác hay là nó cũng vậy hay ta? Kho tổ cũng vậy. Ừ, cũng kiểu vậy thôi. Tại cái tên kêu. Còn nhầm người ta kho tổ người ta sẽ cách kho riêng. Đây là canh chua nước hèm. Mời cả nhà ăn cơm nha. Một món canh chua rất là lạ nha. Chỉ ở miền Tây mình mới ăn nước hèm đó chứ. Mấy vùng miền khác thì chắc không biết có ăn nha. Có ăn thử chưa không biết. Mình ở miền Tây thì chứ mình cũng ít ăn nước hèm. Tại dùng trên mình á là nấu rượu nhưng mà ít khi nào mình ta thấy có nước hèm lắm. Đặc biệt nấu nước hèm là cái thịt cá nó thơm lắm, không còn miếng tanh luôn, phải không?
ăn sao canh mà cá này dai ngon quá. Cá đồng dai là do cá đồng. Bữa nay mình chỉ có hai loại rau chủ đạo thôi, một là giá, hai là rau muống. Ngon quá ha, hấp dẫn nha. Chứ thử miếng cá kho vô cái nữa tới tiền. Cá kho bữa nay mình kho cái màu đẹp quá, ngon. Cá mới thì đầu nó sẽ không có được cứng nha. Muốn cứng thì đầu mình chiều nay mình kho thêm một nước nữa mới ngon. Kho thêm một lửa hai lửa ba mới cứng. Cá này thì cũng có nhiều người ăn nhiều kiểu, nhầm ngừ người ta ra kho một nước nữa thì kiểu nó sẽ bị hôi nồi vậy, ăn không ngon. Mình thì mình thích kho nước nữa, thịt vịt hay gà gì cũng vậy, mình phải ăn nước hai, nhất là thịt kho rượu, nước đầu ăn giờ ngon nhất. Nó thấm đậm đà không? Ừ. Dạ. Yeah. Thịt cá lóc này hiền ha. Ừ. Con cá lóc nó hung nhưng mà thịt nó lại hiền. Thịt cá lóc mà mấy người mà mới sanh đẻ đâu đó, ăn được hết. Cá lóc đâu có hung anh. Không hung, nó ăn mồi sống mà không hung. Ừ, nó ăn mấy cá rượt không à. Cá rượt là... cá ăn sống á, nó rượt nó ăn á. Ngon đấy. Nó hơi có vị chua chua nhẹ nhẹ ha. Nhẹ nhẹ nó thơm. Ai chưa ăn nước hèm thì lại mấy chỗ mà người ta nấu rượu á, mình lại mình chia nước hèm. Chắc đa phần nước hèm mình ta sẽ cho không à, không ai bán đâu. Chắc cho. À, không biết nấu là lấy kiểu sao ha, nước hèm nè, nấu rượu. Mình đâu có chiên như nấu rượu đâu mình biết. Em ăn chín em. Cá nó bùng rồi nè. Miếng bên đây xương nhiều nè. Hồi xưa nó ăn trứng nó mụn á. Có không? Không. Với cái gò má này nè, nó ăn mắt viên. Mà thường cái trứng với gò má là ăn ngon nhất. Ngon nhất. Tại người ta nấu gì đó, cho ít người ăn nè. Cho xin cái muỗng nè. Giá không được, lấy cái giá đi. Hấp thử miếng nước kìa. Cái này hai vợ chồng ăn thì mình húp gì được nha, chứ đông quá ăn húp gì kỳ lắm. Thiệt ha. Ăn lâm thì mình múc ra chén riêng. Còn này có hai chồng bình thường. Tơi tái luôn á, em chàng thử. Tơi tái là sao, chua hay gì? Không có chua mà ngon. Nó có vị ngọt ngọt, thanh thanh. Đúng là nấu nước hèm không lẫn vào đâu được. Xỉn không ta? Xỉn. Ăn hơi xỉn mắc cười lắm. Xỉn. Là nó chơi nước hèm thì nó không có men đâu. Chắc nó không có độ rượu á. Ngon không? Ngon. Vừa chua luôn. Em đập vô miếng cá cái nữa. Trời ơi. Hấp còn gì bằng. Thấm chắc hơn không? Ừ. Nguyên miếng đi. Ở ngóc chân cá mà. Đúng không? Canh chua thì ngọt ngọt. Chua chua, thanh thanh. Ăn vô miếng cá thì đâu nó mặn mặn. Cay cay. Ăn cái miếng cá kho à. Nãy giờ chưa ăn. Ngon. Cá kho thì mình sẽ chấm lại với lại cái nước á cho nó thấm vô. Ừ, ngon. Mới mưa xong ăn cơm này ngon. Trời mát ha. Ừ. Ăn không có ăn món gì không cần biết chứ mát là ngon. Một là mát, hai là ăn đông là ăn cơm ngon. Đông vui nói chuyện với em, mình nó ăn hoài hả? Ủa cái trứng. Còn cái gì không ăn cái. Ngon lắm. Em ăn cái ruột đi em, ăn thử cái ruột.
Ăn miếng làm sao chứ ăn nhiều thấy nó cũng còn hơi chua chua ha. Ừ. Mà chua chua mới ngon. Ừ. Chua phải chua chua mới ngon. Đây cái ruột cá, cái ruột có chút xíu xíu. Nè, đẩy. Ừ. Nói giờ không ăn. Ăn thử. Ruột cá ngon, béo thôi, chứ đâu có tanh hôi đâu. Thế hả? Ừ. Thử là lâm thử. Sao? Ừ. Cái gan béo béo. Ăn mốt liền luôn. Biết ná không ăn à? Thường thì cái ruột của cái con cá lóc á thì nhường cho mấy người mà lớn tuổi ăn nhiều. Cho nhỏ nhỏ vô sẵn cái ruột bóng chén này hồi luôn. Đa phần nhường cho mấy người mà lớn. Nồi này mời kho lại chiều nay. Cơm chắc này không biết chiều ăn nổi không. Mới 11 giờ gì anh? Phần ăn canh chua nó cũng dễ dễ đói nữa. Cá lóc này thật thơm luôn. Quen rồi mà tấp tấp đi. Phải không? Không biết, để hồi lại phá quen. Rồi, chắc phải quen. À, quen à. Miếng cơm à. Ai ta? Ai nhìn không ra? Ờ, à, lâu quá không thấy xuống. Ai à? Chị Bảo Hẩm mua đồ. Ờ, à, cơm đó, chị. Mua cái chừng sắt đằng kia đó. Ừ, nhớ. Cơm là chị. Chị giải. Dạ. Dạ, có xuống, cho chị vô. Có mua gì thêm không? Ừ, đúng rồi. Quỳnh đó kìa. Quỳnh đó. Không, thím kia bà trả hết rồi cái em quay cái ít đi đường này á. Cái em ghi 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 lại, dùng dục cung dây lên. Dục cung dây lên nắm lại. Ở xa nó không biết ai. Nào có mua gì thì mua tiếp nha chị. Không mua gì thêm sao chị? Không lấy tiền thôi. Thì à, hồi nãy ăn cơm xong thì mình cũng bán đồ xong rồi. Cái này nước cũng đã chuẩn bị lớn, chuẩn bị đi. Thì cái này nắng, nắng mà trời đang chuyển mưa. Thì à, hôm bữa trước á, mình có nhận mấy phần quà của mấy bạn ở trên Sài Gòn á, gửi tặng cho mình. Đây là cây mắm, mắm guốc này mình cắt ra rồi. Bữa đó bạn gửi 5-6 keo vậy đó. Mà này mình đang để trong tủ đông á. Ủa, tủ lạnh ngăn mát á, thì nó bắt đầu nó đóng mở lại nè. Đó, bây giờ mình để đây đi, chút xíu mình thì gọt mình sẽ ăn chung với cốc. Đây mình khui cái này nè. Khui này ra. Mấy cái hình như là mấy đồ mỹ phẩm của cho vợ mình ấy. Này thì gửi mau, từ Sài Gòn gửi chắc 2-3 bữa xuống tới Cà Mau rồi. Có khi cũng nhiều người cũng tặng quà cho mình đó. Nhưng mà có khi thì lu bu quá mình không có quay. Cái đầu mình khui ra mình xài luôn. Còn hôm nay rảnh thì mình khui lại mình quay một clip cho cả nhà xem. Cái gì em biết không? Cái miếng đó chắc mặt nạ, nhìn có cái mặt nạ đó. Bạn này trên Sài Gòn, bạn bán mấy cái mặt hàng này nè. Mặt nạ ha. Tiếng nước ngoài không? Quá tai. Dưới mấy chai gì, anh không gành. Bữa đó có nhắn cho mình nhưng mà mình cũng quên nè. 1-2-3 chai nước, chai gì đó. Cái gì? Vi đường đọc không? Cái gì? Vậy là hầu phải nhắn tin hỏi lại chai gì chứ chai gì. Cái này không có để. Cái này cũng không biết luôn. Toàn bộ này hàng nước ngoài không à, tiếng nước ngoài không à. Cái này không biết luôn. Dốt luôn rồi. Bây giờ mình sẽ chuẩn bị gọt cốc. Ăn cơm này cũng lâu rồi. Rồi mình sẽ gọt cốc mình ăn chung với mắm guốc. Mắm guốc thì nghe giới thiệu á là ngon cực kỳ luôn. Không biết sao cho nên mình ăn thử cái nó như thế nào. Mình đang định kiếm me non á nhưng mà đi mấy nay đi bán không có gặp me non. Cái này hết mùa me rồi, mới ra bông. Chuẩn bị vô mùa. Ừ. Đang có kiểu như có bông rồi nhưng mà chưa có trái.
mắm này chấm mắm ruốc ăn cũng ngon. Ừ. Mắm ruốc này kiểu chắc mắm ruốc xào á. Mắm ruốc này hiện tại đã có niêm gia vị này kia hết trơn rồi. À, hoàn kỹ không? Bịt cái phần băng keo lại như vậy nè, để cho nó đừng có bị đổ ra. Hay mình mới để hồi thì bắt đầu nó bớt đông rồi. Trong đây không biết thử cái gì ha. Mà như mình có thấy là tỏi. Hành ớt. Chắc đủ gia vị ha, có xả quá. Nhiều nhiều đi, ăn nhiều nó mới ngon. Hử? Hết mất thêm nữa nhiều quá. Ừ. Không tách luôn hả? Tách nhỏ mà. Tách nhỏ này mình ăn cháy. Đủ. Chắc chưa nào ăn này tới nha. Mời cái nhà ăn cắp nha. Vừa ăn không? Vừa ăn, ngon. Ta khử ngon nha. Hồi nãy lấy cái dao lên đại đi chẻ đại ra. Không mặn. Chẻ hả? Ừ. Không mặn không ha. Tại vì nếu mà mặn thì mình không có ăn được nhiều quá. Nên đa phần người ta sẽ làm cho nó ngọt ngọt. Dạ. Ngọt ngọt đằng mình chấm này chấm kia dễ. Dễ ăn hơn. Cóc mình không chua. Cóc này cóc non nè, cóc chưa có miếng hạt luôn. Chấm. Có phải làm đổi không? Em ăn em biết có cái gì trong đây không? Ớt nè. Tỏi nè. Vũ. Ăn không? Chấm tới với ta. Ừ. Ừ, có thịt trong này. Ừ, có mỡ. Da. Ừ. Thịt nè. Thịt bây. Ta sắc nhỏ nhỏ nè. Ừ. Hồi nãy anh ăn chúng miếng gì giống thịt lắm. Thịt nè. Đây nè. Cái miếng này miếng da nè phải không? Ừ. Đây nè, miếng da nó nằm đây luôn. Ở đây thường mình ăn thì mình ăn mắm ruốc với hải á. Đâu mình niêm lại ha. Ừ. Này có mè không? Mà kiểu không có vừa ăn bằng này. Mình niêm vừa ăn á. Ừ. Cái này ổi mặn đồ gì ăn được. Cái này ăn chắc heo ha. Nè. Tại vì nhiều nhiều ăn nó mới ngon. Cái này ăn cái được chưa? À, cả nhà chắc có lẽ mình sẽ kết thúc clip đây luôn đi. Mọi người xem được clip mình đừng quên cho mình một like, xem như đăng ký kênh nha. Rồi bye bye, chào tạm biệt cả nhà. Hẹn gặp lại cả nhà clip sau. Chấm miếng nữa. Coi clip này mà chắc phi chết luôn.